chú xin chú với tập chụp quả chụp lại. Lộc đánh với anh Minh có hai set là nó xác định thua, nó xác định thua luôn. Anh Dũng chứ không. Ai có chứng chứng lỗ cho cậu một cái. Nó khổ đập ghê lắm. Lộc trời ơi, cậu ngồi ra ngoài. Đấy, nó đánh không lỗi này. Trên kia giúp anh bản trên giúp anh Quang với phát vô rồi anh Quang gặp bên phát chi đánh mày đánh mốt lần mốt mới bán kết sáng mai không đánh sáng mai vẫn đánh nhưng mà đánh mấy cái nội dung kia đơn đánh bữa nay là biết ai vô ai vô rồi tính điểm không anh chọn chọn lấy chọn chọn bạn lấy em nhất hạng nhất với hạng nhì vô tứ kết vô bán kết rồi